nó chung bon thôi cái gì. Bán phải đó. Cái này là mới bò nè. Nó giống như khi hôm qua phải không? Nè nó vậy nè. Nó lai lai hôm qua đó nhưng mà nó bự. Đây đây đây. Đây. Nó gỡ lên. Đây chuồng bò đây. Đây này mới là chuồng bò nè. Chỗ này mà kêu chuồng bò nè. Dưới này là kêu bí gỡ là, hả? Cơm vàng lép vậy. Chín quá nữa, chín nó quá, sữa. Chín quá, cơm sữa. Ê, có sầu riêng bơ sữa không? Bơ sữa có. Ở đâu sữa à? Nó nhiều đa dạng lắm. Không, bơ sữa, quá, ở, ăn sữa. Như sữa bò á, có còn không? Giống nó bây giờ đây còn. Sữa bò. Y gan sữa bò luôn á, ăn nó hơn một sữa bò, giờ hiếm lắm. Béo. Nó cũng không béo nữa. Con này mới là chuồng bò nè quý vị. Ờ để vô nhìn nó khác liền, khác với thằng Duy Sáu liền trời. Đi gỡ. Cái kia đúng là sữa nè, không có thơm mùi sữa. Cái đây theo chú là ăn là đi gan mùi sữa luôn. Chồng tôi có chồng có cây một bây giờ nó bị còn có một trái nữa mà nó bán con trái đi. Trước. Gì cô luôn. Rồi hết hả? Hết rồi. Ở vườn sơn đó là cái này là chỉ có mà hồng mà vườn bán hết rồi. Rồi. Còn có một trái duy nhất là trái này chưa chín. Còn trường đó, đó anh Sơn nó còn một trường đó.